Xin chào mọi người nhé. Ở ngày hôm nay thì trại chó Minh Tuân sẽ gửi đến toàn thể quý vị khán giả một chú cún cái màu đen tuyền, đen mực anh em ạ, không một sợi lông trắng anh em nhé. Chú cún cái này hiện tại là hơn 4 tháng tuổi rồi và là hậu duệ của Gitalo nhập Mexico. Đây là một chú cún cái về tổng thể rất là đẹp, rất thích hợp để anh em chơi phong thủy và chơi lâm cảnh. Cún đã được tiêm đầy đủ 3 mũi vaccine của Mỹ và trọng lượng hiện tại là tầm 15-16kg anh em nhé. Anh em bắt chó của trại mình thì rất là yên tâm nhé. Trại mình vẫn duy trì bảo hành 15 ngày đối với hai bệnh Pavo và Care. Những anh em ở gần thì có thể qua xem và lựa chó trực tiếp. Còn những anh em ở xa thì mình sẽ gửi video cụ thể. Và anh em ưng thì có thể cọc trước tiền xe cho mình. Sau đó anh em nhận chó, kiểm tra chó đúng như con chó như trong video thì anh em hãy thanh toán với nhà xe, nên anh em rất là yên tâm. Tất cả những con giống của trại mình xuất bán đến anh em đều được trại mình nhân giống 100%, nên nguồn gốc cũng như lịch tiêm phòng rất được đảm bảo. Con giống có nguồn gen tốt thì sau này phát triển rất là cân đối, và như anh em có thể thấy, chất lượng con chó càng nuôi lớn thì càng đẹp. Cũng đã có rất nhiều khách hàng liên hệ với bên trại mình có chung một câu hỏi là tại sao cùng là một con chó nhưng sao có những cái giá trị khác nhau. Và mình cũng đã trả lời rằng là nếu như anh em chỉ cần tìm hiểu kỹ một chút là có thể tự nhìn nhận được. Một con giống tốt thì cần phải có một cái nguồn gen thật tốt, nguồn gốc bố mẹ nhập khẩu khác và bố mẹ nội địa nó khác. Con chó được tiêm phòng một mũi khác với con chó được tiêm phòng hai mũi, và con chó được tiêm phòng hai mũi cũng khác hoàn toàn với con chó được tiêm ba mũi anh em nhé. Anh em quan tâm con giống thì hãy liên hệ với trại mình theo số điện thoại và Zalo mình ghim trên video nhé.